Ở ngày 28 tháng 11, Poka và Diệu Nhi lần đầu chạm mặt sau khi vướng tin đồn dạn nứt tình cảm. Cặp đôi đã cùng nhau xuất hiện trong một vở diễn ở sân khấu thể giới trẻ. Đáng chú ý Diệu Nhi còn liên tục có những hành động thân thiết tình cảm với Poka. Ở trên sân khấu bà xã dạ anh Tú chủ động vòng tay ôm Poka, ngoài ra cô còn lau nước mắt và trêu đùa vui vẻ với nữ diễn viên sinh năm 1989. Sau khi vướng thông tin dạn nứt, khoảnh khắc thân thiết của cặp đôi đã ngay lập tức gây chú ý. Puka và Diệu Nhi là những diễn viên của sân khấu thế giới trẻ. Họ quen biết nhau từ lúc mới vào nghề. Jin Tuấn Kiệt từng là bạn diễn của Diệu Nhi trong phim truyền hình Gia đình là số 1. Puka từng thẳng thắn lên tiếng về một quan hệ với Diệu Nhi. Mọi người hay nhìn nhận là trong showbiz sẽ không có tình bạn thực sự, không hẳn là phía. Diễn viên nữ hay diễn viên gì, hài gì hết. Nhưng theo Puka ăn thua ở tình của mỗi người thôi. Ví dụ tôi và Khả Như cũng chơi thân với nhau từ đó. Giờ cũng rất lâu rồi, cũng rất là bền. Tôi với Diệu Nhi cũng chơi với nhau xong rồi mọi người đồn hai đứa không chơi với nhau, cạch mặt nhau không có nha, chúng tôi vẫn chơi với nhau mà.